Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì tôi biết rằng là có rất nhiều audiophile họ có một cái niềm đam mê đặc biệt cho âm ly bóng đèn. Tuy nhiên là khi gặp phải những cái đôi loa mà khó tính, yêu cầu cái công suất lớn ấy, thì cuối cùng họ vẫn lại phải quay sang là sử dụng một cái bộ âm ly bán dẫn có công suất cao để có thể là kiểm soát những cái đôi loa như vậy. Và thấu hiểu cho cái việc đó thì thương hiệu Octave Audio họ đã cho ra mắt một cái dòng sản phẩm, cái dòng Power có một cái công suất rất là lớn, khai thác được một cái công suất rất là lớn, và để người chơi có thể là kiểm soát được những cái đôi loa khó tính nhất trên thị trường mà vẫn giữ lại được một cái chất âm ngọt ngào, mềm mại, mộc mạc của âm ly đèn. Thì đó là bộ Octave Jubilee Mono SE, một bộ Power Mono Block đầu bảng của thương hiệu Octave. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau là tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm rất là tuyệt vời này. Đầu tiên là chúng ta hãy cùng nhau là nhìn qua một chút về thiết kế của sản phẩm này. Thì đây là một bộ Power Mono Block, chúng ta sẽ có hai chassis. Và cái thiết kế của nó cũng rất đặc biệt, đây là cái thiết kế dạng tháp. Trông nó mang lại một cái vẻ ngoài nó khá là đồ sộ, như là bề thế cho chiếc Power này. Thì quý vị có thể thấy là điểm nhấn trong thiết kế của Jubilee Mono SE đến từ cái phần mặt trước được co bằng đá, chạy dài từ đỉnh máy cho tới phần phía bên dưới cùng. Thì cái chi tiết này thì người dùng có thể hoàn toàn có thể bespoke cũng như là order theo cái sở thích, gu thẩm mỹ của từng người chơi. Chúng ta có thể lựa chọn giữa cái đá granite này, đá slate, đá rung stone, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn một cái phiên bản sử dụng cái gỗ là gỗ macassar khá là quý hiếm để decor cho cái sản phẩm này. Thì cái vật liệu để hoàn thiện nên chiếc Jubilee Mono SE này sẽ chủ yếu là sử dụng những cái tấm nhôm rất là dày, như tấm nhôm phay xước. Và có một cái thiết kế cơ bản là nó rất là tinh tế và tối giản, nó mang lại một cái vẻ đẹp lâu dài cho một cái sản phẩm. Và điểm nhấn trong thiết kế của chiếc Jubilee Mono SE này, đó là Octave họ trang bị cho mỗi bên Power tới 8 bóng KT120, và họ được xếp dọc hai bên này, mỗi bên 4 bóng. Và với 8 bóng KT120 này thì nó có thể khai thác công suất lên tới 440W một kênh tại 4 ôm. Đây có thể nói là một cái mức công suất rất là lớn, và cũng không có nhiều hãng âm ly đèn trên thế giới có thể khai thác bóng đèn KT120 lên cái mức công suất như vậy. Octave là một trong những cái nhà sản xuất có số ít những cái nhà sản xuất có thể làm được cái điều này. Và với cái mức công suất 440W như vậy thì đây là cái ưu điểm, nó có thể giúp cho người chơi có thể là khai thác, kiểm soát những cái đôi loa rất là khó tính trên thị trường mà chúng ta vẫn có được một cái chất âm rất là ngọt ngào, mềm mại của âm ly đèn. Phía bên nóc của chiếc Jubilee Mono SE này, Octave cũng đã trang bị cho chúng ta một số những cái nút bao gồm là nút bật tắt sản phẩm, nút muting tạm thời cho chiếc máy, và đặc biệt chúng ta sẽ có một cái núm xoay từ V1 cho đến V8 để chúng ta là xem được cái dòng điện đang cấp vào 8 chiếc bóng này. Cái thông số tiêu chuẩn của nó sẽ là dừng ở cái mức loanh quanh của khoảng 950, và khi mà nó vượt quá con số này cũng như là hoặc là vượt ở mức thấp quá thì chúng ta có thể sử dụng tô vít để điều chỉnh bias ngay trực tiếp trên chiếc máy này ở phía sau này. Đây là một cái tính năng rất là đặc biệt và cũng chỉ xuất hiện trong những chiếc âm ly của Octave. Và là một sản phẩm cao cấp nhất của Octave thì chắc chắn là Jubilee Mono SE cũng sẽ được trang bị cái tính năng là Eco Mode. Đây là một tính năng mà giúp giảm cái dòng điện cấp vào bóng, giúp trong cái chế độ mà khi không có tín hiệu, giúp cho là tuổi bảo vệ cái tuổi thọ của bóng trong một quá trình dài mà chúng ta sử dụng nó dùng rất là yên tâm. Đây là một cái tính năng rất là thông minh của Octave. Có thể nói là Jubilee Mono SE là sản phẩm đầu bảng của Octave, và nó chứa đựng tất cả những cái tinh hoa trong hơn 56 năm chuyên chế tác những cái dòng sản phẩm âm ly đèn. Thì Octave là một cái thương hiệu đến từ Đức, và họ đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong việc là chế tác âm ly đèn. Những cái sản phẩm của họ thì được làm in-house hoàn toàn tại Katas Đức để đảm bảo cái chất lượng cũng như là chuẩn chỉ nhất cho mỗi những cái sản phẩm đầu ra của họ. Thì đối với Jubilee Mono SE này thì đây là một cái sản phẩm đã gặt hái được rất nhiều thành công của Octave, với những cái ưu điểm đó là cái khả năng là khai thác công suất rất là lớn của bóng đèn để chuyên trị những cái dòng loa lớn. Và sau đây là chúng ta cùng nhau là thưởng thức âm nhạc phát ra từ hệ thống này. Và quý vị có nhu cầu là muốn được trải nghiệm thực tế hệ thống này thì xin mời quý vị tới với showroom Công Audio tại số 39 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái chia sẻ của tôi về Octave Jubilee Mono SE, và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.
Haus des Nachbars alt.